Mùa giải 2021-2022 đang dần đi đến hồi kết. Lúc này các giải đấu hàng đầu châu Âu chỉ còn khoảng 8 vòng đấu nữa sẽ xác định được chủ nhân của chức vô địch. Với một số ông lớn tại châu Âu, đây được xem là mùa giải không như ý của họ. Trong số đó có Manchester United. Sau khi bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League, Man đó gần như chắc chắn sẽ đón một kỷ lục buồn. Đã 5 mùa giải trôi qua, Man United vẫn chưa thể đem về Old Trafford bất kỳ chiếc cúp nào dù là nhỏ. Dù được đầu tư cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng Man United đã không đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ và ban lãnh đạo, đặc biệt là trong mùa này. Lúc này, việc Man United cần làm đó là tái thiết để hướng đến tương lai. Việc Erik ten Hag, Mauricio Pochettino hay một cái tên khác dẫn dắt Man United sẽ còn là câu chuyện của mùa hè. Còn mới đây, Man United vừa thực hiện bước đầu trong công cuộc cải tổ, đó là gia hạn hợp đồng với các trụ cột. Bruno Fernandes vừa cam kết tương lai lâu dài với sân Old Trafford, một cột mốc mới vừa được thiết lập cho chàng thủ quân tương lai của Man United. Nếu muốn tìm ra điểm sáng trong bức tranh ảm đạm của Man United những mùa gần đây, thì Bruno Fernandes sẽ là cái tên sáng giá được chọn đầu tiên. Kể từ khi đến nước Anh vào giữa mùa 2019-2020, Bruno Fernandes ngay lập tức để lại ảnh hưởng cực kỳ lớn lên lối chơi của Man United. Ở Bruno, hội tụ đầy đủ kỹ năng của một chân kiến thiết hàng đầu. Anh có thể liên kết các đồng đội bằng những đường truyền dài ấn tượng, những pha di chuyển thông minh. Ngoài ra, kỹ năng săn bàn của tiền vệ mang áo số 18 cũng là một điểm mạnh. Theo thống kê, kể từ khi khoác áo Man United, Bruno đã đóng góp đến 49 bàn cùng với 40 kiến tạo sau 113 trận đấu. Tính riêng ở Premier League mùa này, Bruno cũng đang là chân sút tốt thứ hai của Man United với 9 pha lập công, bên cạnh 6 kiến tạo. Rõ ràng, 60 triệu euro mà Man United phải chi cho Sporting để có được sự phục vụ của Bruno cho đến lúc này vẫn được xem là quá hời. Tiếc thay, phong độ ấn tượng của tiền vệ 27 tuổi vẫn chưa thể giúp Man đỏ chạm tay vào một chiếc cúp nào. Nhưng việc quyết định tưởng thưởng cho Bruno bằng một bản hợp đồng mới có thể là một quyết định đúng đắn khác từ ban lãnh đạo. Hiệu ứng Bruno ấn tượng đến nỗi khi đội chủ sân Old Trafford phải đề cập đến việc giữ chân tiền vệ người Bồ Đào Nha, dù anh mới chỉ gia nhập đội bóng có 10 tháng. Ban đầu, các cuộc đàm phán gia hạn Euro Ben bị trì trệ vì Bruno muốn xem kế hoạch phát triển của Man United. Dù đã có một mùa giải không thành công, nhưng tiền vệ 27 tuổi quyết định tin tưởng vào tương lai của đội bóng. Hợp đồng mới sẽ giúp Bruno ở lại đến năm 2026, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Dĩ nhiên, mức lương của anh cũng được tăng lên đáng kể. Theo nhiều nguồn tin thân cận, Bruno giờ đây sẽ bỏ túi 290.000 bảng mỗi tuần, con số chỉ kém mỗi Ronaldo và David De Gea. Số tiền này cũng có thể giảm còn 240.000 bảng một tuần trong trường hợp Man United không được nhiều Champions League. Vì Bruno Fernandes gia hạn hợp đồng là một tin vui với các Man United, nhưng không phải hầu hết đều nghĩ vậy. Huyền thoại Paul Merson đã có những chia sẻ. Tình hình hợp đồng của Bruno đang phản ánh Man United ở thời điểm hiện tại. Tôi không nói cậu ấy là một cầu thủ dở, nhưng làm sao mà họ có thể trao cho ai đó một bản hợp đồng 5 năm khi mà còn chưa có một huấn luyện viên dài hạn? Nếu huấn luyện viên mới đến mà không thích Bruno thì sao? Bởi vì rất có thể ông ta không thích cách mà cậu ấy giận dỗi là cứ vung tay lên. Lối chơi của Bruno cũng có thể không hợp với huấn luyện viên mới. Bruno là một cầu thủ tốt, dĩ nhiên tôi thích cậu ấy chứ. Nhưng khi mà vấn đề của huấn luyện viên chưa được giải quyết, thì một quyết định lớn như vậy có thể tạo ra nhiều sự nghi ngờ cho Man United. Nhiều huấn luyện viên Quỷ Đỏ cũng đang có đồng quan điểm với Paul Merson. Trong tương lai, Man United sẽ phải trải qua quá trình tái thiết mạnh mẽ. Thậm chí những David De Gea hay Cristiano Ronaldo cũng có thể phải ra rìa vì không thể đáp ứng được xu hướng chiến thuật và tuổi tác. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, liệu Man United đã quá vội vàng trong việc gia hạn với Bruno Fernandes ngay khi thời gian hợp đồng Euro Ben vẫn còn rất dài? Đầu tiên, để giải đáp cho thắc mắc trên, đó là Man United lo sợ sẽ mất đi tiền vệ số 1 của mình. Một số nguồn tin cho hay, Barcelona đang tổng hợp các báo cáo về Bruno. Đội bóng xứ Catalonia đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và quan tâm đến tiền vệ người Bồ Đào Nha. Vì thế, để tránh mất Bruno với giá rẻ, Man United cần phải hành động ngay. Thêm một yếu tố khác, mức lương cũ của Bruno chỉ là 120.000 bảng một tuần, ngang bằng với nhiều cầu thủ có ít đóng góp như Juan Mata, Phil Jones và thua xa những cái tên như Anthony Martial, Harry Maguire hay Marcus Rashford. Việc một cầu thủ thi đấu hay thì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng là điều hiển nhiên. Với trường hợp của Bruno Fernandes, bản hợp đồng mới là điều tất yếu cho những gì mà anh đã thể hiện trong 3 năm qua. Tương lai của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được cam kết và chắc chắn Man United không chỉ gia hạn Bruno chỉ vì không muốn mất tráng anh. Xét về mặt kỹ năng chuyên môn, Bruno là một tiền vệ kiến thiết có khả năng tạo ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội. Kể từ khi gặp bên Old Trafford, không một cầu thủ nào tham gia vào các bàn thắng nhiều hơn Bruno. Dưới thời Solskjaer, Bruno Fernandes là nhân tố chủ lực trong sa bàn 4-2-3-1.
không chỉ chơi ấn tượng ở vai trò của một số 10. Tiền vệ này còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3. Đặc biệt hơn, ở đầu mùa giải năm nay, người ta còn thấy Bruno Fernandes tỏa sáng như thế nào trong vai trò của một số 9 ảo. Qua đến thời Rafinha, chiến lược gia người Đức vẫn không thể loại Bruno ra khỏi đội hình vì tầm ảnh hưởng quá lớn. Có thể thấy, tiền vệ số 18 là một cầu thủ chất lượng. Ngay cả khi huấn luyện viên mới của Man United có thể là Erik ten Hag, có thể là Pochettino hay một cái tên nào khác, thì tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn đủ sức trở thành hạt nhân trong lối chơi. Cần một người có thể làm bóng cho hàng công, Bruno dư sức đáp ứng. Cần một khẩu pháo hạng nặng cho những người xuất sắc từ tuyến hai, Bruno đảm đường tốt. Cần một người có thể âm thầm xâm nhập vòng cấm và ghi bàn, đó cũng là điểm mạnh của Bruno. Hay huấn luyện viên mới muốn một cầu thủ đáp ứng lối chơi pressing đang thịnh hành. Sự xông xáo và nguồn thể lực dồi dào của tiền vệ 27 tuổi cũng là một điểm cộng. Rõ ràng, Manchester United hiểu những phẩm chất mà Bruno Fernandes đang có và bản hợp đồng gia hạn dành cho anh sẽ đánh dấu cho viên gạch đầu tiên trong công cuộc tái thiết câu lạc bộ. Dĩ nhiên Bruno Fernandes cũng còn những hạn chế. Trong một ngày không được vui vẻ, không đạt thể trạng tốt, Bruno sẽ thường xuyên chuyền hỏng và sút thiếu trách nhiệm. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Man United. Song, nếu thường xuyên có những màn trình diễn như vậy, Bruno chắc chắn đã không được gia hạn hợp đồng. Nếu có được sự kỷ luật từ huấn luyện viên mới, những điểm yếu của Bruno sẽ được khắc phục để anh chơi nắng nót hơn, toàn tâm hơn. Trên hết, bản hợp đồng mới của Bruno còn hơn thế. Ta đều biết trước kia, tiền vệ người Bồ Đào Nha là đội trưởng của Sporting Lisbon, dẫn dắt câu lạc bộ đến những chiếc vô địch quốc nội. Tại Man United vào lúc này, tiếng nói của Bruno cũng rất có trọng lượng với các đồng đội. Trước viễn cảnh mà Harry Maguire đang dần mất uy tín trên cương vị thủ quân, thì Bruno đang là ứng cử viên sáng giá cho tấm bằng này. Ronaldo nhiều khả năng cũng sẽ không còn gắn bó lâu với Man United. David De Gea thì lại quá hiền. Và với tương lai được xây chắc tại Old Trafford, Bruno Fernandes nhiều khả năng cũng sẽ là quỷ đầu đàn mới, người sẽ dẫn dắt câu lạc bộ tìm lại ánh hào quang. Kể từ thời điểm gia nhập Man United, tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt với câu lạc bộ này và những người hâm mộ tuyệt vời. Tôi đã theo dõi đội bóng này từ khi còn nhỏ và cũng mơ một ngày nào đó sẽ được chơi tại Old Trafford. Giấc mơ này giờ thành hiện thực và tôi mong nó sẽ còn kéo dài hơn nữa. Đó là những chia sẻ của Bruno sau khi anh đặt bút cam kết tương lai lâu dài. Rafinha, người sẽ trở thành giám đốc bóng đá của Man United mùa sau, cũng cho biết Bruno Fernandes là cầu thủ quan trọng của câu lạc bộ. Việc cậu ấy tiếp tục ở đây trong 5 năm tới là một tin không thể vui hơn với chúng tôi và người hâm mộ. Có một điều chắc chắn, Bruno Fernandes sẽ là nhân tố không thể thay thế với Man United, dù huấn luyện viên mới của họ có là ai. Mới đây, anh vừa tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới Bắc Macedonia để giúp Bồ Đào Nha chính thức có mặt tại World Cup. Đẳng cấp của Bruno Fernandes là không thể bàn cãi và các Manuzens kỳ vọng Bruno sẽ tiếp tục duy trì điều này trong tương lai để trở thành quỷ đầu đàn mới, để dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford tìm lại vinh quang sau 5 năm lạc lối.